Tin từ Đông Kinh, Nhật Bản cho biết là nắng nóng kéo dài, hàng trăm người Nhật tử vong vì sốc nhiệt. Theo tin tức của đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho biết rằng, trong những ngày này tại Nhật, nắng nóng vẫn kéo dài trên toàn quốc khiến cho nhiều người bị ốm. Số người chết vì sốc nhiệt ở nơi đây ngày càng gia tăng. Chỉ tính riêng thủ đô Đông Kinh trong 8 ngày, kể từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 8, thành phố có 28 người tử vong vì sốc nhiệt. Như vậy thì tổng số các trường hợp tử vong trong tháng này trên toàn Nhật Bản đã tăng lên tới 131 trường hợp. Trong số 28 trường hợp tử vong tại Tokyo có 11 người trong độ tuổi 70 và 10 người trong độ tuổi 80. Có 11 người tử vong vào ban đêm, 27 người tử vong ở trong nhà. Trong số những người tử vong thì 25 người đã không sử dụng máy lạnh trong ngày hôm qua và ngày hôm nay. Tại nhiều khu vực từ phía Tây cho đến Đông Bắc của Nhật Bản có nhiệt độ vượt quá 102 độ F, nhiệt độ lên tới 103 độ F ở thành phố Higashiyomi thuộc tỉnh Shiga, 104 độ F ở thành phố Kiryu thuộc tỉnh Gunma, thành phố Kumayaga thuộc tỉnh Saitama và thành phố Kyoto. Trước tình trạng nói trên, có thêm nhiều người đã được đưa tới bệnh viện vì các triệu chứng bị sốc nhiệt, trong đó có nhiều trường hợp bị tử vong, chủ yếu là những người cao tuổi. Theo cơ quan khí tượng của Nhật Bản thì nắng nóng vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực trên toàn Nhật Bản và do đó người dân cần phải đề phòng nguy cơ bị sốc nhiệt, thường xuyên phải uống nước, tránh tối đa ánh nắng mặt trời khi ở ngoài đường và sử dụng máy lạnh khi ở trong nhà.